Ngày 24 tháng 11, Thánh Andrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo. Ngày hôm nay chúng ta mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam, những bậc tiền bối của chúng ta đã nhận lãnh cái chết để minh chứng đức tin và đã lấy máu đào để viết lên trang sử oai hùng của Giáo hội Việt Nam. Ngược dòng thời gian, Giáo hội Việt Nam đã được khai sinh khi vị thừa sai đầu tiên đặt chân đến vào đầu thế kỷ thứ 16. Từ đó ánh sáng phúc âm được thắp lên trên quê hương tối tăm này. Nhưng chẳng bao lâu, dông bão phủ kín và cơn bách hại tàn khốc xảy đến dưới chiêu bài chính trị và thời cuộc lúc bấy giờ. Sau ba thế kỷ, không biết bao nhiêu người đã bị chiếm tài sản, bị lưu đày hay lần lút sống trong rừng sâu nước độc, cắn răng chịu đựng khổ đau để giữ niềm tin vào Thiên Chúa. Hơn 130.000 đấng thuộc mọi thành phần đã được diễm phúc từ đạo, hiên ngang tuyên xưng đức tin. Trong số đó, 117 vị đã được Đức Giáo Hoàng Liêu thứ 13, Biêu 10, Biêu 12 tuân phong chân phước. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, đã được Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II nâng lên hàng hiển thánh. Chúng ta có thể chia ra như sau: đời Trịnh Doanh 2 vị, đời Trịnh Sâm 2 vị, đời Cảnh Thịnh 2 vị, đời Minh Mạng 57 vị, đời Thiệu Trị 3 vị và thời Tự Đức 51 vị. Gồm 8 giám mục, 50 linh mục, 16 thầy giảng, 1 chủng sinh và 42 giáo dân. Cuộc tàn sát dã man tưởng chừng như muốn dập tắt ngọn lửa còn quá yếu ở đó, nhưng máu tử đạo là hạt giống nảy sinh các tân hữu. Vì thế, Giáo hội Việt Nam đã lớn lên và trưởng thành trên nền tảng kiên vững đó. Nhìn lại dĩ vãng, chúng ta lấy làm hãnh diện vì cha ông chúng ta đã can trường không kém các chiến sĩ ngày xưa trong thế kỷ khai nguyên của Hội Thánh. Tuy nhiên, chúng ta hãy cố gắng noi gương các ngài, biết can đảm chiếu sáng đức tin cho những người khác bằng một đời sống gương mẫu, đầy tình bác ái và sẵn sàng vác thập giá ngày. Đó cũng là cách tử đạo anh dũng để minh chứng tình yêu của chúng ta với Thiên Chúa.